Tôi xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá tổ quốc. Hôm nay tôi là một clip gồm 18 gàn câu nha anh em. Thì 18 gàn câu là 18 gàn câu chuyên về câu ngâm, câu lăn xê. Ở ngoài cây bên đây là dạng đánh bạo lực. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi nhấn shop lên đó thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Tham khảo. Thì cái thứ nhất là lên cho mọi người một cây cần một khúc. Thì cây này một cây cần phen lá. Đó, cần một khúc. Thì cái này dạng cắm gốc mà mấy anh Nhật anh cắm sao mà ông dán keo đây luôn, thành cần một khúc. Thì cây này dài 1m8, cần của Mamisa, bát là bát thẳng. Đó, phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Đó. Thì cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 80 đến 100. Thì cái này shop đã test độ cứng nó tải chì tầm khoảng 300-320 gram, rất là ok nha. Độ cong của nó sẽ cứng đều vô trong nè. Đó, cho anh em nào câu dầu đếm, câu bè. Đó. Cần phen lá nha anh em, cần phen lá. Đó. Thì cái này anh em nào câu dầu đếm, câu bè, câu thiền, nó câu biển, tải thì chỉ nặng á, thì anh em lấy cái này về câu rất là ok luôn. Đó, phôi carbon, phen là phen lá. Đó. Phen thì ok hết nha mọi người, không lỗi. Rồi. Thì cái này nặng là 235 gram, độc 1 ly 7, giá công khai cái số 1 giá là 600 cho mọi người, 600 cộng ship cái số 1. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc. Đó, thì cây một cây cần cắm gốc, độc là sợi tinh. Đó, thì độc sợi tinh này nó tải cá rất là cao nha mọi người. Đó, lực tải nó rất là cao luôn. Đó, cắm gốc độc sợi tinh. Thì cái này cứng 30, dài 1m5. Thì cái này được đi lợi phen này nè, nó phen này được đi lợi nè. Đó, phen Fuji nhé, Fuji số 8 nè, Fuji số 8. Bu của nó là bu chống sắn. Đó, tất cả còn lại là hàng phen hãng hết nha mọi người. Đó, phần còn lại là phen hãng hết. Đó, thì cần tổng thể qua hình cần thì còn rất là ok. Đó, tương đối ok. Thì cái này cho anh em nào câu bè, câu thiền, đó, đánh cảm giác, cứng 30 và 1m5, đọc sợi thủy tinh. Đó, lực tải của mấy sợi thủy tinh này rất là cao nha. Đó, thì cái này nặng là 175 gram, đọc 1 ly 6 và 1m5, giá công khai cái số 2 giá là 300 nha mọi người, 300k cộng ship. Tiếp theo cái số 3, cái số 3 lên cho mọi người một cây dạng cắm gốc nữa. Đó, thì cái này phôi của nó là phôi carbon nhá, carbon. À, người đó, đọc rỗng phôi carbon. Thì cái này dài chỉ có 1m mấy ta, cái này dài 1m3, độ cứng là độ cứng 20, cản là cắn mốt nè. Đó, bát của nó là bát Fuji nha mọi người, bát là bát Fuji. Đó, rất là ok luôn. Khoan là phen hãng, phen hãng. Thì cái này cũng thích hợp cho anh em câu trên bè, trên thuyền, câu re. Và 1m3 này anh em câu rất là cảm giác. Đó, cứng khoảng 20 thôi. Đó, đọc nó đây. Đó, khá là đanh nha. Thì cái này nặng là 135 gram, đọc 1 ly và 1m3, giá công khai cây số 4, giá công khai cây số 3, giá là 350k nha mọi người, 350k cộng ship. Tiếp theo cây số 6 nha mọi người. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây dạng cắm gốc lỡ. Cây này một cây cần của Alpha Taco. Thì cái gốc bên đây nè mọi người, nó bị rẫy khúc như đây. Đó, thì động nó lên, đồn nó lên. Đó, thì cây này là phen, là phen xứ xám nha mọi người, phen Fuji xứ xám. Đó, tổng thể cần còn rất là ok, bát là bát Fuji tam hoàng nè. Đó, nhìn từ xa cũng rất là đẹp nhé. Chất liệu là carbon, hàng Alpha Taco, cái này của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó, hàng Alpha Taco Korea xuất Nhật, phen chỉ keo ok hết nhé. Cây này một dạng cần dài 1m8, độ cứng này thì độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 100 ngữ, cái đọt gãy thì độ cứng nó ra tầm khoảng 50 nha mọi người, 50-80. Đọt này 50-80 nè, đọt này từ 100 đến 100 ngữ. Đây, đó, thì hai đọt đều đúc vô bình thường nha mọi người, không lỗi nha. Đó, phôi carbon.
Alpha Taco. Thì cái này nặng là 190g, đọt 2 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 50-80, đọt 2 ly 4, độ cứng ra khoảng 100-150. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 600 nha mọi người, 600 cộng ship. Đây, thì gút đúc đây, nó đọt rẫy đúc vô nó như thế này nè. Đó, thì đọt nguyên, đọt xin, đúc vô sẽ như đây. Đó mọi người, đó. Gút gõ gàng cho mọi người xem. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 600 nha mọi người, 600 cộng tiếp. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người, vẫn có một cây cần cắm gốc lỡ. Thì cây này chất liệu lô liệu carbon pha nha mọi người. Cán là cán mút, bát là bát thẳng. Phen của nó cũng là phen hãng luôn. Thì cây này dài 2m4 nha mọi người, dài 2m4. Độ cứng cây này ra tầm khoảng 100 đến 150 đến 200 nha. Độ cứng cái này rất là cứng luôn. Đó. Cần thì còn rất là đẹp. Đó, đảm bảo với mọi người cái này còn rất là đẹp luôn. Phen keo chỉ thì nguyên zin. Đó. Cần còn rất là đẹp nha. Dạng dạng cần cắm gốc lỡ á. Cần gốc là ok luôn. Thì cây này nó có cái miếng cao su dưới đây nè mọi người. Đó. Nó đúc vô đây, nó bị dính vô trong đây luôn. Đó. Bây giờ đúc cái này vô nè. Lắc á, nó sụp sịch đó. Đó. Cảm giác nó rất là sụp sịch thôi. Mọi người siết lại câu vẫn bình thường nhé. Đó. Thì cần sau thì shop sẽ nói với mọi người vậy. Rồi, thì cái này nặng là 437g, đọt 3 ly, dài 2m4. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 450k nha mọi người, 450k cộng ship. Cây này đầu cứng ra tầm khoảng 150 đến 200. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 sắp lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì cây này một cây cần Daiwa phen lá. Thì cây này bị lỗi nha mọi người. Đó, cây bị lỗi nên shop xem như shop bán phen thôi với bát thôi. Thì cây là một cây cần của Daiwa. Đó. Phen là phen lá nha mọi người, phen lá, phen ship nhá. 1 phen, 2 phen, 3 phen, 4 phen, 5 phen, 6 phen, 7 phen, 8 phen, 9 phen, 10 phen, 11 phen, 12 phen, 13 phen, 14 phen và 1 đầu bu. Tổng cộng cây này là 14 phen và 1 đầu bu. Đó. Xem như cây này bán phôi và phen thôi, 14 phen nha mọi người. Thì cây này một cây cần của Daiwa, dài 3m1, bát là bát Daiwa luôn. Đó. Phen là phen lá, phen xít. Thì cây này có một phen bị lỗi nè mọi người. Đó, nó mắc cái lỗi sứ. Đó. Mắc lỗi sứ nha. Nói rõ ràng với anh em vậy. Thì anh em nào thích mua về dựng lại, lấy phen dựng lại cây khác mà có phen thay thế thì thay thế cây này nhé. Thì cây này nó để độ cứng trên cần là độ cứng khoảng 30, độ cứng 30, dài 3m1. Đó. Anh em nào thích phen lấy phen này về, đó, dựng lại cần khác. Thì giá công khai cây số 6, giá là 500k nha mọi người, 500k cho bộ phen và cái phôi, rất là ok nhé. Giá khá là bèo. Đó. Phen cực kỳ vậy nha, mấy phen là 14 phen. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần đánh bao lực. Thì cây này một cây cần của Bạc Lây, một cây hãng cần khá là nổi tiếng của mấy năm về trước đây. Một cây Bạc Lây. Đó. Cá leo nè. Thì cái này dài 2m7, để thông số tải trì của nó ra tầm khoảng 400g. Đó. Cái này anh em về câu tra xong, câu tra hồ rất là ok nhá. Phen của nó dạng phen biển nha mọi người, phen biển lỗi sứ hết nhá. Đó, tất cả phen ok, cặn thì cỏ xước xác nè. Đó. Bông chóc cho này nè. Đó. Phôi ở trong là phôi carbon nha mọi người, bán là bách hãng, cần xuất sắc đây. Đó. Phen đề ba của nó đây rất là ngầu nhá, bu chúng đây, bu của nó đây. Thì cái này về cho anh em câu đánh bầu lực đó, tải chì cao, tải tầm khoảng 500g 400g là bình thường. Đó, rất là cứng. Cái này nếu so độ cứng thì cái này ra tầm khoảng 200 nha mọi người, cứng khoảng 200. Thì cái này nặng là 540g, đọt là 4 ly 1, dài 2m7, giá công khai cây số 7, giá 600 nha mọi người, 600 cộng ship cây số 7.
Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Bạc Lây. Đó. Thì cây này còn khá đẹp, nhưng mà cây này được cái nó là 2m4 nha anh em, 2m4. Đây, nốt cây carbon này rất là đẹp luôn. Thì cây này một cây cần Bạc Lây của Bạc Lây. Đó. Thịnh cao leo. Thì cái này thông số tải mồi nó cỡ tầm khoảng 300g. Đó. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 100g 200, rất là ok luôn. Phen của nó là phen phen hãng nhưng mà loại phen cầu biển nè. Đó. Thì giá công khai cây số 8 giá là 600 anh em. Đâu 600k thì anh em lấy cái này về đánh bao lực là hết chê luôn. Đó, phen rất là đẹp. Cây ra tầm khoảng cứng ra tầm khoảng 100g. Đó, anh em về tải cá săn hàng. Cái này tương đối đẹp nha anh em. Bắt hãng. Thì cái này nặng là 395g, đọt là 3.7 ly, dài 2m4. Giá công khai cây số 8, giá là 600 luôn nha mọi người, 600 cộng xếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người một cây cần của Olympia. Thì cái này dạng cần nội địa. Phôi là phôi carbon. Cần thì có xuất sắc li ti. Phen của nó là phen Fuji độ lỗi xám nè. Đó. Bát của nó là bát Fuji tam hoàng. Đó, cần carbon. Sẵn găng guốc nè. Rất là đẹp. Thì cái này dài 2m4, độ cứng cái này ra tầm khoảng 200 250 nhá. Rất là cứng luôn. Cây này được thay là bu nha mọi người. Đó, bộ bu. Lỗi xứng nè. Đó, dạng bu này bu Fuji luôn nha mọi người. Cần sẵn găng guốc nha, carbon. Tổng thể cần thì rất là ok. Đó, cái này về chỉ cho anh em là câu đáy săn hàng. Đó. Cần rất là cứng, ra tầm khoảng 200 250 rồi, 250 là bình thường luôn á, rất là cứng luôn. Thì cái này nặng là 350g, đọt là 4.2 ly. Giá công khai cây số 9, giá là 600 luôn nha mọi người, 600 cây số 9. Tiếp theo lên cho mọi người là một cây số mừng. Cây số mừng lên cho mọi người một cây cần dạng cần câu biển 3 khúc. Đó. Thì cây này dài 3m1. Bass của nó là bass Fuji tam hoàng. Phen của nó là dạng phen Fuji Gold lỗ xít nè. À, lỗ xít nha mọi người, Fuji lỗ xít. Phen dạng phen cầu biển nè, rất là bự luôn. Đây. Đó. Thì anh em nào ưng cái bộ phen này thì hốt cái này về. À. Thì cây này dài là 3m1 nha anh em, dài 3m1. Đó. Một cây hàng nội địa. Bu của nó là bu xít. À, bu xít chống sắn. Đây, phen ở đây. À. Cây này chất liệu là liệu phíp nha anh em, chất liệu phíp. Đó, sợi titan nên nó rất là dày và cứng. Thì cái độ cứng ra tầm khoảng 150 200 là bình thường. Đó, rất là cứng luôn. Đó, tổng thể còn rất là ok. Thì cái này chỗ này nè mọi người. Đó, chỗ này. Nó có bọc miếng keo nè, xốp khử ra thì đây nó chóc keo đây. Đó, sợi titan ở trong nha. Nói chung là không ảnh hưởng gì đâu. Đó, không lỗi nha. Đó. Sếp bán hàng chịu khó soi kỹ cho mọi người. Đó. Đây, với mức giá này thì anh em lấy về lấy cái bộ phen nó anh em vẫn lời. Thì cái này giá công khai là 850k nhé. Thì cái này nặng là 870g, đọt là 4.7 ly, dài 3m1, độ cứng ra tầm khoảng 200. Rồi, giá công khai cây số mừng, giá là 850k nhé. Đó, anh em nào về mà dựng bộ phen này lại mà anh em câu câu cần cắm gốc á, săn hàng mà khỏi chê. À, rất là cứng nha mọi người. Tiếp theo cây số mười mấy ta, cây số này cây số 10, cây số 11. Cây số 11 lên mọi người một cây cần cắm gốc lỡ, một cây cần phen lá. Đây. Thì cây này một cây cần phen lá của Daiwa. Phen của nó là phen Fuji. À, bát là bát Daiwa. Bát Daiwa có cái gù này mọi người. À, cầm vô cái là vừa cái tay luôn. Đó. Nó làm rất là đẹp luôn. Đây, đó, bát đây. Phen lá hết nha mọi người. Thì cái này cứng 50, dài 2m4, nhưng mà cái này nó bị gãy đọt nhá, gãy đọt làm lại. À, phen là phen Fuji nè, à, phen Fuji Seed, phen lá hết, có định vị lóng nè. Đó. Đọt thấp. Buộc chống sẵn. Thì cái này làm lại, cái này gãy đọt nó còn chỉ có 2m36 thôi nha anh em, 2m36 thôi, nó mắc nhiều đây, nó mắc một tí. Đó. Làm lại
bu thì bu nguyên sinh của nó nha. Nó gõ gàng bên em vậy. Đó, cái nào làm lại nó gõ gàng. Thì cái này là phen của nó là phen lá, phen xít. Đó. Độ cứng cái này bây giờ nó ra tầm khoảng 50-60. Còn rất là cảm giác nha. Đó. Phen lá nó đây, phen nó đây. Đó. Rất là xịn. Còn cũng rất là ok nha mọi người. Đó. Về cho anh em nào câu trên bè, trên ghe, trên thuyền. Đó, anh em câu lăng xê cũng được, câu lô cũng rất là ok luôn. Dạng phiền lá đánh ta năng đây, định vị đây. Đó, cặn nó đây. Đó, rất là ok nha, độ nặng cũng rất là cao. Thì cái này nặng là 269g, độc 2 ly 2. Thì cái này dài là 2m36, giá công khai cây số 11, giá là 750k nhé. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 lên cho mọi người quẳng một cây cần của Daiwa. Thì cái này cũng bị gãy đọt nhé. Thì cây này nó dài là 2m, nhưng mà chiều dài thực của nó là shop đo còn 1m95 nha anh em. Còn 1m95. Phôi là phôi carbon nè. Đó, coi carbon trắng găng guốc nè. Daiwa Holoc. Cán là cán hở 3 phút nè. Đó. Phôi carbon trắng găng guốc nha. Bát của nó quăng quậy. Bát dạng làm cầm rất là vừa tay luôn. Đó. Bắt tay cao, bắt tay qua, rồi cặp bò sẵn nha, hàng đây qua, phen là phen Fuji nòng súng, đề 36, đây nữa nè, nhìn từ xa có phen nòng súng đó mọi người, đó, phen nòng súng này là phen xích thích nha mọi người, đó, thẳng vô đây, đó. Rất là ok luôn, thôi là khỏi treo đâu được. Thì cái này thông số của nó đây, cứng 30 dài 2m, thì shop nó gõ, cái này nó bị gãy đọc, nó còn chỉ có 1m98 thôi. Đó. Độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 30-50, nó sẽ ăn lên 1 tỷ nha. Đó. Phen xích, cái này nặng là 200g, đọc 2 ly 1, dài 1m95. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 700k nha mọi người, 700k cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cái số 13 lên mọi người vẫn một cây cần đây qua, cái này cũng gãy đọc đó. Thì cái này bát của nó là bát Fuji, phen vẫn là phen Fuji nòng súng nè đó. Keo này có đi lại nè, keo này là về nó đi lại hết nè đó. Đó. Đọc nó đây, thì cái này rất là cứng nha mọi người, nó cứng ra tầm khoảng 180 đến 100. Phen của nó vẫn là phen xít nhá, phen xít phen nòng súng phen xít. Thì cái này thông số của nó là nó dài là 1m95, thì shop đo của nó chỉ còn 1m9 thôi. Đó. Thì cái này nặng là 179g, đọt 2 ly, dài 1m9, giá công khai cái số 13, giá là 500 nha anh em, 500k cộng ship cái số 13. Đó. Được cái này nhẹ và độ cứng cao, độ cứng cái này ra tầm khoảng 150 à, 100 đến 150 à. Độ cứng nó ăn theo vô. Tiếp theo qua đây. Tiếp theo qua lên cho mọi người là một cây số 14. Cây số 14 lên cho mọi người một cây cặn của Senwa. Thì cái này hàng carbon, cứng 30. Cứng 30 đến 50 nha. Cứng 30 đến 50 hàng carbon. Phen là phen Fuji đỏ xám. Bát của nó là bát Fuji tem vàng. Đây, phen Fuji đỏ xám nha, rất là đẹp. Hàng Senwa Hunter. Senwa là dạng hàng nội địa nha mọi người. Đây, phen Fuji loại xám nha. Thì cái này anh em nào về là thích hợp cho anh em câu câu lăng xê. Đó, câu lăng xê rất thoải mái luôn, câu tra câu chép ok liền. Đọt này đọt tháp. Tổng thể cần thì có xuất sắc li ti. Đó. Không ảnh hưởng gì tới chất lượng. Phen của nó là phen Fuji. Thì cái này nặng là 240g, đọc 1 ly 7, độ cứng là 30-80, giá công khai cây số 14, giá là 500 nha anh em, 500k cộng ship cây số 14, giá cực kỳ hữu nghị luôn, một cây càng carbon không loại, phen bát Fuji. Tiếp theo cây số 15, cây số 15 lên mọi người một cây càng 3 khúc, đó. Cây 3 khúc này là một cây 3 khúc càng carbon, đó. Phen Fuji loại xám luôn. Đó, phen Fuji loại xám mọi người. Đó, bát của nó là bát Fuji. Cần còn rất là ok, rất là mới luôn. Đây.
Đó. Keo chỉ ok hết luôn. Khoan đẹp nhá. Dạng cần carbon sắn nè, đó, carbon sắn. Thì cái này dài 3m3, độ cứng ra tầm khoảng 30-50. Chỉnh cho anh em nào có lăn xe, đó, có lăn xe, con ngâm. Khoan lên mọi người, còn góc là đẹp. Bu của nó là bu xít luôn chứ, đó, rất là xịn. Đây, khớp nối rất là ok nhá. Phen đây, soi kỹ cho mọi người, đó, rất là im luôn. Thôi thì sẵn thế này đây, rất là ok rồi. Xịt ben, đóng trên bát chữ nổi. Góc ok hết trơn nha mọi người. Thì cái này dài 3m3, nặng là 350g, độc 2 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 30-50. Đó. Rồi giá công khai cây số 15, giá là 750k nha mọi người, 750k cộng ship cây số 15, cần rất là đẹp. Tiếp theo cây số 16, cây 16 lên cho mọi người là một cây cần của Suzumi. Đó. Thì cây Suzumi dạng cũng đẹp lung linh. Đó. Foil là foil carbon, fan là fan Fuji đổi xám. Đó. Đây mọi người, đó, fan Fuji đổi xám nha. Bát là bát Fuji tem vàng. Tổng thể rất là đẹp. Suzumi, hàng Suzumi hàng Korea xuất Nhật nha mọi người. Thì cái này cứng 30, dài 3m. Đó. Tất cả fan ok hết. Đó, foil chỉnh. Fuji đỏ xám luôn. Càng rất là đẹp luôn. Suzumi. Thì cái nặng là 282g, độc 2 ly 7. Giá công khai cây số 14, giá là 700k nhé. Cái này dài 3m, cứng 30, giá 700k, giá cực kỳ hữu nghị. Tiếp theo cây số cái này cây số 14, cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người một cây cần của Alpha Taco. Đây một cây cần Alpha Taco 2 đọt, một đọt cứng 30-50, một đọt cứng 80-120 nhé. Phôi của nó là phôi hàng, phôi carbon nha mọi người. Phôi là phôi carbon. Đây, đó, rất là đẹp. Phen là phen Fuji, đổi xám. Bát là bát Fuji. Đó. Phôi đó mọi người, rất là đẹp luôn. Cần cũng còn rất là đẹp. Thì cái này hai đọt thích hợp cho anh em nào câu lăn xê, tùy vào mực nước dòng chảy mà anh em có thể thay thế đọt mà anh em câu. Đó. Bữa nào nước chảy xiết quá thì lấy đọt cứng ra câu, bữa nào nước mà chảy không xiết thì lấy đọt mềm ra câu. Đó. Hai đọt nhé, đọt là đọt thấp xịt tinh. Phen cái này nè, đó. Đây soi cái phen cho mọi người xem ra ten tí nha mọi người, không ảnh hưởng về chất lượng hết nhé. Đó. Mọi người cứ về câu thả ra thoải mái. Cần phôi cũng rất là đẹp, chuẩn phôi luôn, chuẩn carbon luôn. Thì cái này nặng là 270g, đọt 1 ly 9, độ cứng 30-50, đọt 2 ly 3, độ cứng là 100, độ cứng là 80-120. Giá công khai cây số 17, giá là 750k nhé. Tiếp theo cây số 18, cây cuối cùng, cây 18 lên cho mọi người một cây cần của Senwa, một cây cần của Sakura. Thì đây một cây cần carbon, đó, carbon sơn giả trúc. Đây phen ra đây, phen là phen Fuji sơn giả trúc. Thì cần có xuất sắc nha, cần có xuất sắc. Phen của nó là phen Fuji, bát là bát Fuji tem vàng. Đó. Thì cái này dài là 2m55, hàng Sakura, hàng nội địa Nhật. Đọt của nó là đọt thấp. Đây, phen là phen Fuji. Bu là bu Fuji nha anh em, bu Fuji. Tổng thể cần thì có xuất sắc. Đó. Cần này anh em về câu lăn xê thoải mái luôn. Đó, thả ra. Giá cũng cực kỳ hữu nghị so với một cái cần carbon. Thì cái này dài 2m55, nặng là 321g, đọt 2 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 80-100. Giá cột khai cây số 18, giá là 600k nha anh em. Đó, 600k cây số 18. Rồi, đó cũng 18 cái cần lên cho mừng hôm nay. Nếu người chốt để lại số điện thoại shop tự liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.